Hello, xin chào tất cả nhà bà con. Ngày chủ nhật cuối tuần em về lô đồ nghề, dụng cụ, đồ bếp. Số lượng 3 tấn nha anh em. Hàng đẹp nên giá hơi cao tí. Số lô vừa đồ nghề vừa dụng cụ đồ bếp luôn nha. Bán nguyên lô không bán lẻ nha anh em. Ngày đang phân nha anh em. Cho anh em cụ thể cho nó dễ nhìn. Bán xả chứ em không bán lẻ nha. Dao đang lựa dao vô bếp. Đây được hai sợi dao. Kéo. Khoan. Caro. Lâm. Đây chị em trong nhà đang phân nha, chứ không phải là bán lẻ khách mua lẻ nha anh em. Kích rồi đủ thứ tả lạ. Ba lan cũng nhiều nha. Nhớ ba lan đèn cái gì. Phải kéo ba lan đèn. Tuyệt vời. Có luôn con mai mày lớn đẹp nha. Dao. Kéo. Mạnh mẽ. Anh em nào lãi lấy về bán có gì alo anh nha. Đây em còn một bao dây điện nữa nè. Máy công cụ. Em không chuyên món nào hết nha anh em. Chơi nào của cái đó. Thôi cảm ơn anh em. Anh em có gì alo anh.